Xin chào quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Gatiki và lắng nghe Chun Quần chia sẻ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, trong chủ đề tin học ngày hôm nay thì em Chun xin tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức mà Học viện YouTube nó chia sẻ và đưa ra để cho quý anh chị cũng như là em Chun và tất cả cộng đồng làm YouTube tìm hiểu và nắm bắt và vận dụng vào trong quá trình làm YouTube. Vâng, và ở những cái video trước thì em Chun đã chia sẻ là nguyên một cái danh sách là kiếm tiền YouTube, thì anh chị có thể lên đây tìm hiểu giúp em Chun. Tức là trong cái thư viện này thì em Chun để tất cả những cái kiến thức về lý thuyết. Là hiện tại thì đã có 10 cái video. Hiện tại thì đã có 10 cái video là em Chun đã làm ở đây, thì anh chị nào cần tìm hiểu những cái vấn đề về kiến thức, ví dụ như nguyên tắc cộng đồng hoặc là bản quyền hoặc là giới thiệu kênh như thế nào và những cái điều về định hướng kênh, tạo kênh và làm thì như thế nào, thì chúng ta có thể tham khảo ở cái danh sách này. Và tiếp tục thì hôm nay thì em Chun sẽ chia sẻ cho quý anh chị những cái nội dung tiếp theo về trong cái Học viện YouTube. Thì anh chị có thể cập nhật ở trên YouTube, đánh từ khóa là kiến thức làm YouTube thì sẽ ra những cái video của Gatiki chia sẻ để về những cái chủ đề về nguyên tắc cộng đồng cũng như là kiến thức về YouTube, bản quyền vân vân. Thì hy vọng rằng quý anh chị sẽ tìm hiểu những cái này thì chắc chắn là anh chị sẽ nắm bắt được những cái mình cần tránh hoặc là mình cần làm trong quá trình chúng ta làm YouTube thì nó sẽ tốt hơn cho anh chị em. Thì như em Chun đã nói ở rất nhiều các video khác, đó là anh chị vừa có thể nấu cơm, có thể là trên YouTube thì nó là những cái bài viết như thế này đúng không ạ, nó toàn là chữ thôi thì anh chị sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc. Thế nhưng mà em Chun chuyển thể nó thành video thì hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được cho quý anh chị và các bạn, là có thể vừa nấu cơm vừa bế em hoặc là bế con hoặc là làm rất nhiều công việc khác mà chỉ cần một cái điện thoại và một chiếc tai phone mà vẫn đút vào tai của chúng ta vẫn có thể nghe em Chun nói chuyện được đúng không ạ. Và chúng ta lại lắm thêm cái về phần lý thuyết, và lúc chúng ta ngồi vào máy tính thì chúng ta chỉ có việc làm thôi, vì chúng ta đã có quá vững kiến thức rồi đúng không ạ. Lý thuyết nó rất là quan trọng, bởi vì bao giờ phải có lý thuyết đến thực hành đúng không ạ. Thì trong một chuyên mục khác sắp tới thì em Chun sẽ làm những cái về cái vấn đề là chúng ta sẽ đi từng bước để thực hành một cái kênh YouTube như thế nào, để cho chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những cái vấn đề khúc mắc trong quá trình làm YouTube được không ạ. Thì hy vọng rằng là quý anh chị và các bạn sẽ ủng hộ em Chun có động lực để xây dựng cái những cái nội dung mà nó dài như thế này. Em phải nói thật là trong cái Học viện YouTube này có rất nhiều anh chị cao thủ cũng như là đã thành công chia sẻ là để tạo được cái độ chất cho kênh ấy, thì chúng ta phải tham gia vào những cái bài học của Học viện YouTube như thế này thì chúng ta mới làm được, thì chúng ta mới tăng cái độ chất cho kênh thì ít bị Google nó theo dõi. Thì điều đó là hoàn toàn đúng. Chính vì vậy là sau những cái lời chia sẻ như thế này, anh chị cứ vào đây anh chị trả lời những cái câu hỏi mà cuối cùng em Chun hỏi đấy, thì chắc chắn là anh chị sẽ giúp ích được rất nhiều cho cái kênh của chúng ta, nó tăng độ chất lên. Và em Chun khuyến khích là anh chị lên nghe xong rồi thì anh chị truy cập vào đây, mỗi một ngày trả lời một bài thôi. Ví dụ bài hôm nay thì Chun sẽ chia sẻ về cái chủ đề là khóa học là xây dựng thương hiệu, tức là xây dựng thương hiệu cho kênh của anh chị đó. Mà xây dựng thương hiệu thì chúng ta phải cần những cái vấn đề gì, ví dụ như đây là cái khóa bắt đầu khóa học thì em Chun đã chia sẻ rồi đúng không ạ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái chủ đề là xây dựng thương hiệu. Vậy thì xây dựng thương hiệu nó sẽ có những cái phần, ví dụ như là đặt tầm nhìn cho thương hiệu này, quảng cáo thương hiệu này, nội dung của thương hiệu và hoàn thiện quảng cáo, xây dựng nhóm và quảng cáo kênh của chúng ta. Có rất nhiều các cái nội dung ở đây thì mỗi một nội dung này em Chun sẽ chuyển thể thành một video để anh chị và các bạn sẽ dễ theo dõi hơn, để chúng ta cùng phân tích nó ra để chúng ta hiểu các cái vấn đề hơn. Đó thì mặc dù là đọc thôi nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích được rất nhiều cho quá trình anh chị làm YouTube. Thì rất mong anh chị sẽ tìm hiểu sâu về những cái lĩnh vực chủ đề như thế này thì chúng ta sẽ có một cái kênh YouTube thật là tuyệt vời đúng không ạ, và thành công. Thì bây giờ em Chun tiếp tục chia sẻ cái phần thứ nhất, đó chính là đặt tầm nhìn cho thương hiệu trong chủ đề ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cái nội dung là đặt tầm nhìn thương hiệu trong cái chuyên mục là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp cho kênh YouTube của chúng ta. Nói thật với anh chị là trong cái thời gian vừa rồi thì em Chun cái thời gian này là Chun rất là bận, thế nên là chưa không chia sẻ và up video liên tục được với quý anh chị và các bạn, nên rất mong quý anh chị và các bạn là thông cảm cho em Chun. Thi thoảng thì em Chun vẫn cứ cập nhật nội dung và sẽ cố gắng là đăng video thường xuyên hơn. Rất mong là anh chị và các bạn là thông cảm cho em Chun được không ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung để đỡ mất thời gian của quý anh chị nhé. Thưa anh chị và các bạn, là thực hiện bước đầu tiên để xây dựng kênh của chúng ta thành một doanh nghiệp bằng cách phân tích xem chúng ta muốn thương hiệu cá nhân của mình đại diện cho điều gì. Sau đó chúng ta viết ra cái tuyên bố sứ mệnh và tạo một khung làm việc để giúp bạn đạt được mục tiêu. Cái đầu tiên ấy là chúng ta sẽ là bắt đầu doanh nghiệp của chúng ta như thế nào. Thưa quý anh chị và các bạn, là em Chun sẽ chuyển thể là đọc thành lời nhé, theo như YouTube nó viết để anh chị là lắng nghe cho nó luật, nó không bị vấp. Xin chúc mừng, bạn đã đưa kênh của mình tiến xa và sẵn sàng chuyển mình thành thương hiệu.
bạn nên bắt đầu bằng cách xác định nội dung được thể hiện qua thương hiệu, đó chính là giá trị và sứ mệnh. Để bắt đầu, bạn có thể khám phá xem điều gì quan trọng nhất với chính bạn và điều gì mang đến cảm hứng cho chính bạn. Khi bạn tạo một thương hiệu về nội dung nào đó có ý nghĩa, bạn sẽ có nhiều khả năng giữ được động lực và đầu tư vào đó lâu dài. Hãy thử xem lại một số video của bạn, đặc biệt là những video bạn thích tạo nhất, và tự hỏi điều gì quan trọng với mình và mình muốn thể hiện qua video như thế nào. Cộng đồng ủng hộ kênh của bạn cũng góp phần hình thành một khía cạnh khác của thương hiệu. Khi mở rộng kênh thành một doanh nghiệp, hãy nhớ lưu tâm đến cộng đồng, bởi họ sẽ là những người đầu tiên cho bạn biết họ thích và không thích gì về lựa chọn của bạn. Họ có thể hướng dẫn bạn đi đúng con đường đã chọn. Vì vậy hãy cố gắng gắn kết, kêu gọi giúp đỡ suốt cả chặng đường và lắng nghe ý kiến của họ. Cuối cùng, hãy đánh giá xem thương hiệu của bạn phù hợp với YouTube và ngành truyền thông rộng lớn hơn ở điểm nào. Có nhiều người khác thích thương hiệu hay không? Bạn đang là người đi tiên phong. Bạn đang đáp ứng cộng đồng hay nhu cầu trên YouTube? Một góc nhìn sâu sắc về nơi hài hòa giữa bạn và toàn bộ phong cảnh có thể cho bạn ý tưởng về nơi thương hiệu sẽ dẫn dắt đến và giúp bạn mô tả giá trị thương hiệu. Nhớ rằng, đầu tiên và trước hết, YouTube sẽ tạo ra những video bạn yêu thích. Vì vậy, hãy tự đầu tư bằng những bài học này. Hãy cứ tiếp tục tạo ra những video tuyệt vời của cái mẹo để chúng ta bắt đầu doanh nghiệp của chúng ta, đó chính là hãy chính là chính bạn, tức là hãy chính là chúng ta, xuất phát từ chúng ta, đúng không ạ? Thứ hai là tìm yếu tố tạo động lực cho bạn, tức là chúng ta sẽ tìm xem cái yếu tố nào nó là động lực để chúng ta làm cái kênh YouTube về chủ đề đó. Thứ ba đó là lắng nghe người hâm mộ của chúng ta, đó chính là chúng ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, đúng không ạ? Vâng, và cái này, điều này cực kỳ quan trọng. Và cái thứ tư đó chính là suy nghĩ toàn diện. Thứ năm là tìm kiếm những kênh tương tự với kênh của bạn và xem bạn nổi bật so với người khác ra sao. Hành động bạn có thể thực hiện đó chính là tạo một danh sách gồm 3 điều quan trọng với bạn hoặc mang lại động lực cho bạn. Hãy lắng nghe khán giả, họ thích điều gì về thương hiệu của bạn. Quan sát theo góc nhìn rộng hơn và xác định xem thương hiệu của bạn phù hợp ở điểm nào. Và cuối cùng đó chính là cố gắng tóm tắt trong một câu cho biết thương hiệu của bạn đại diện cho nội dung gì và nổi bật giữa đám đông ra sao. Cái vấn đề thứ hai đó là tạo sứ mệnh của chúng ta. Giờ thì chúng ta đã xác định được nội dung mà mình đại diện rồi, thì chúng ta hãy viết ra cái lời tuyên bố sứ mệnh của thương hiệu. Tuyên bố sứ mệnh là một thông điệp giúp thông báo mục tiêu mong muốn của bạn và là nơi muốn đồng hành cùng thương hiệu. Thông thường sứ mệnh thường thể hiện một ý tưởng dùng để vẽ lên bức tranh hấp dẫn về tương lai và cho bạn biết điều đó có thể thực hiện được không. Truyền thứ hai là truyền cảm hứng và lôi cuốn người khác mà bạn có thể làm việc cùng hoặc các bên liên quan. Thứ ba đó là cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho việc đưa ra quyết định nhưng vẫn đủ linh hoạt về những khả năng mà bạn không thể giải trình. Và thứ tư, có thể giải thích rõ ràng, cố gắng diễn giải trong vòng 2 phút. Nghĩ lớn, sứ mệnh thể hiện điều bạn mơ ước hàng ngày và khi hoàn thành, ngay cả khi khó, chúng ta vẫn phải cố gắng để đạt được. Thử đưa vào văn bản, những người sáng tạo thành công đã cho chúng tôi biết rằng hình dung một mục tiêu sau khi đã vạch ra và hoặc chép vào giấy thật sự dễ hơn rất nhiều. Cái mẹo để chúng ta tạo ra cái sứ mệnh của chúng ta đó chính là mơ ước lớn dần, viết lên những cái tuyên bố sứ mệnh và dán bên cạnh camera của bạn. Những câu hỏi tự vấn như mình thực sự muốn có điều gì, không chỉ cho thương hiệu mà còn cho thế giới. Nếu mình phải hoàn thành sứ mệnh thì điều đó có ý nghĩa gì đối với mình, với những người yêu quý mình, với thế hệ mình và với mọi người trên toàn thế giới. Điều thứ ba trong việc chúng ta sẽ đặt tầm nhìn cho thương hiệu đó chính là lên kế hoạch vươn tới mục tiêu. Giống như một bảng phân cảnh giúp bạn truyền đạt và tạo tầm nhìn cho video, thì một chiến lược có thể giúp bạn xác định, truyền đạt và tổ chức tầm nhìn cho thương hiệu của mình và các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Mặc dù không phải trường hợp nào cũng như nhau, nhưng dưới đây là một số những hành động đề xuất mà bạn có thể thực hiện. Cái thứ nhất đó chính là bắt đầu bằng cách cân nhắc những lĩnh vực chủ chốt mà bạn muốn tập trung vào. Ví dụ như phát triển nhóm, mở rộng khán giả quốc tế hoặc bán hàng hóa có thương hiệu. Thứ hai là tự hỏi thành công sẽ như thế nào đối với từng mục tiêu hoặc lĩnh vực chủ chốt. Thứ ba là ghép từng mục tiêu với thao tác nhấn mạnh hoặc đơn giản có thể tạo lên chuyển động. Ưu tiên mục tiêu và sau đó chia sẻ danh sách này với bất kỳ người nào giúp bạn xây dựng thương hiệu hoặc kênh hay những người có thể quan tâm đến thành công của bạn. Tìm trợ giúp, bạn có nghĩ đến bất kỳ ai có thể hợp tác cùng để hoàn thành từng bước không? Và cuối cùng đó chính là tạo lịch trình và ghi thời hạn vào lịch. Và cái mẹo để chúng ta lên kế hoạch đó chính là các bước nhấn mạnh quan trọng nhưng đừng quên rằng các bước đơn giản cũng không phần kém quan trọng. Và thứ hai là chúng ta nhớ rằng là mục tiêu là mơ ước có thời hạn. Việc xác định điều muốn làm và thời điểm muốn làm phụ thuộc vào chính chúng ta. Thì bây giờ sau khi em Chun đã chia sẻ cái nội dung như thế thì gồm có 3 phần, thì anh chị và các bạn sẽ trả lời một số câu hỏi như sau được không ạ? Thì rất hy vọng rằng anh chị và các bạn sẽ để lại những cái câu hỏi bên dưới
và những cái câu trả lời ở bên dưới cái video này để Gatiki sẽ cùng anh chị giải đáp những cái khúc mắc mà chúng ta gặp phải trong vấn đề trong quá trình làm YouTube được không ạ? Câu hỏi đầu tiên đó chính là bạn nên đưa yếu tố nào vào sứ mệnh cho kênh của chúng ta? Thứ nhất, đáp án thứ nhất đó chính là ý tưởng chi tiết về tương lai của thương hiệu. Đáp án thứ hai đó là tổng quan về tương lai của thương hiệu. Và đáp án thứ ba là danh sách cộng tác viên tiềm năng và cách làm việc với từng người. Và đáp án thứ tư đó chính là mục tiêu và hành động cụ thể để đánh giá mục tiêu. Vâng, em Chun sẽ không trả lời cái câu hỏi này, bởi vì là Chun đã biết rồi, thế nên là Chun sẽ không trả lời nữa. Thì hy vọng rằng là sẽ nhận được những đáp án chính xác của quý anh chị và các bạn. Thì em Chun thì chưa có gì cả, thế nhưng mà sẽ gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới anh chị và gia đình, đúng không ạ? Thì mỗi một lời đáp án trả lời đúng thì em Chun sẽ gửi những cái lời chúc, gọi là có cái lời động viên tới quý anh chị và các bạn, đúng không ạ? Sau này hy vọng rằng Gatiki có nguồn thu lớn thì chắc chắn là em Chun sẽ trao những phần quà đặc biệt, dù lớn hay nhỏ nhưng là phần quà đặc biệt tới quý anh chị và các bạn trả lời đúng, đúng không ạ? Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ hai, đó chính là Jamie đã xác định mục tiêu chính khi xây dựng doanh nghiệp là phải bắt đầu một kênh thứ hai bằng ngôn ngữ khác. Cô nên cân nhắc ý kiến của ai trước tiên khi thực hiện bước tiếp theo này? Thì câu đáp án đầu tiên đó chính là ý kiến của chính mình và ý kiến của người hâm mộ. Và đáp án thứ hai là ý kiến của nhân viên đại lý và mẹ cô. Và đáp án thứ ba chính là ý kiến của người hâm mộ và cộng tác viên tiềm năng. Và đáp án thứ tư đó chính là ý kiến của các bên liên quan và người hâm mộ. Câu hỏi này thì rất là dễ, đúng không ạ? Theo như nếu như anh chị nghe những cái lý thuyết mà em Chun chia sẻ thì đây sẽ là cái đáp án đầu tiên, đúng không ạ? Đây, Chun kích vào cho anh chị xem nhá. Đây, Chun sẽ trả lời câu hỏi này, đúng không ạ? Đó chính là ý kiến của chính chúng ta và ý kiến của người hâm mộ, đúng không ạ? Đó, và YouTube nó trả lời là thật tuyệt, đúng không ạ? Xin cảm ơn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi câu trả lời này, và Gatiki đã trả lời giúp anh chị câu hỏi này rồi. Và chúng ta sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi tạo chiến lược cho thương hiệu của bạn tại sao lại quan trọng. Xin anh chị và các bạn sẽ trả lời câu hỏi này, đúng không ạ? Đáp án thứ nhất đó chính là các bên liên quan hoặc cộng tác viên khác có nhiều khả năng sẽ đóng góp khi họ thấy kế hoạch hành động có tổ chức. Đáp án thứ hai đó chính là chiến lược có thể giúp bạn kể câu chuyện và hoàn thành mục tiêu từng bước. Đáp án thứ ba đó là khi đã vạch ra chiến lược thì việc xây dựng lịch trình sẽ dễ dàng hơn. Và đáp án thứ tư đó chính là tất cả các câu trên. Thì xin quý anh chị và các bạn sẽ trả lời cái câu hỏi này giúp Gatiki và em Chun, đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này. Nó cũng rất là ngắn thôi. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho anh chị và các bạn cung cấp thêm những kiến thức. Và ở những cái video tiếp theo thì em Chun sẽ tiếp tục chia sẻ những cái nội dung ví dụ để giúp anh chị quảng bá thương hiệu của chúng ta. Nội dung thương hiệu như thế nào và hoàn thiện quảng cáo ra sao, xây dựng đội nhóm như thế nào và quảng cáo kênh của chúng ta. Hy vọng rằng cái chủ đề là xây dựng thương hiệu này sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có một cái kênh YouTube có tầm nhìn thương hiệu hơn. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của Gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com, đánh từ khóa Gatiki và nhấp vào nút đăng ký. Hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.